Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án là Leo Token. Thì để tham gia hôm nay các bạn lý phần link mô tả dưới video mở từ đóng start chatbot các bạn. Rồi các bạn lướt captcha các bạn. Captcha con khỉ, con dưỡng chứ. Rồi. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh chào cái Telegram group nó nè. Các bạn cho anh chào các bạn. Rồi, các bạn bấm done. Tiếp tục tab thứ hai là follow Twitter nè, các bạn follow Twitter, trên Twitter các bạn theo dõi nè, các bạn like nè, các bạn chắc chắn cho bị viết rõ game các bạn. Rồi các bạn dán hashtag là thăng Leo Token nha bạn, giờ tăng ba người bạn mình vào các bạn tweet lên nè, rồi các bạn bắt up lên nè, hashtag này nè các bạn. Các bạn thêm dấu thăng các bạn, bấm don. Rồi mình đã retweet rồi. Hashtag này nè bạn. Tại bây giờ tôi tweet. À tôi tweet bài này nè các bạn, bằng like nè, các bạn chấp nhận tôi tweet. Nãy mình tôi tweet lộn mà. Rồi, tôi tweet lại không sao hết. Rồi các bạn bấm don. Send in trên link YouTube Twitter. Rồi tiếp tục các bạn gỡ đường link profile Twitter mình nha. Thì chương trình này góp này nó random cho có 1000 bạn may mắn các bạn. Kèo đây là một kèo random chứ không phải là ai cũng nhận được. Rồi thấy dự án này cũng khá là ngon đó các bạn nên mình làm luôn các bạn. Mất chút thời gian cũng không có thành đề gì các bạn. Để mình không làm nó biết đâu mình là người may mắn nên bỏ qua nó tiếc lắm các bạn. Submit YouTube Twitter link. Ok, tờ Twitter này nó không chấp thuận thì các bạn mở cái Google Chrome ra các bạn gõ lên tờ Twitter. Ác thì tình, rồi các bạn nhấp vào trang chủ nè. Nhấp vào anh avatar của mình nha các bạn. Các bạn bấm vào chia ba gạch cùng nè. Các bạn copy cái tờ Twitter này nè các bạn. Nó có định dạng là rồi. Tiếp tục có tab thứ tư nè các bạn. Thứ ba là submit wallet nè. Các bạn gửi địa chỉ với mình Binance Merchant Bet20 trên YouTube wallet nè các bạn. Thank you reset. Tiếp tục thì các bạn việc bấm vào cái link lấy liên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Ok, vậy là video mình đến đây giới thiệu các bạn tham gia chương trình này góp đến từ dự án Leo đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.